Bắc Kinh nghi nguồn lây ca Omicron cộng đồng là bưu phẩm từ Canada. Các quan chức Bắc Kinh đã tìm thấy dấu vết của Omicron trên một bưu phẩm gửi từ Canada mà bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng này trong cộng đồng đã chạm vào ngày 11 tháng 1. Bưu phẩm này đã được vận chuyển từ Canada qua Mỹ và tới Hồng Kông. Mẫu virus cũng được thu thập từ bên ngoài thư và các giấy tờ bên trong. Trình tự gen của virus sau khi được giải cho thấy thông tin chủng Omicron mà bệnh nhân Bắc Kinh nhiễm giống với chủng ghi nhận ở khu vực Bắc Mỹ và Singapore vào tháng 12 năm 2021. Bang Simhore, phó giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố cho rằng không thể loại trừ khả năng bức thư chính là nguồn gây bệnh cho người này. Trước đó, bị phát hiện nhiễm virus vào ngày 15 tháng 1, người bệnh không có liên hệ với bất cứ ca nhiễm omicron nào hay đối tượng tiếp xúc gần các ca này gần đây, cũng như những người có lịch sử trở về từ nước ngoài. Các nhà chức trách đã phong tỏa khu nhà và nơi làm việc của bệnh nhân, đồng thời triển khai truy vết trên quy mô lớn. Tính đến ngày 17 tháng 1, hơn 16.500 người có khả năng tiếp xúc gần với bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trung Quốc trước đây luôn nhấn mạnh thư có thể là nguồn lây nhiễm COVID-19. Vào tháng 11 năm 2021, Cục Bưu chính nhà nước kêu gọi các nhân viên cảnh giác cao độ trong việc xử lý thư, bưu phẩm từ nước ngoài và từ khu vực nội địa có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng nhấn mạnh về khả năng lây lan từ thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Tuy nhiên, COVID-19 chủ yếu lây lan trong không khí, bay theo những giọt nước nhỏ li ti, bắn ra ngoài khi mọi người nói hoặc ho. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, mọi người có thể mắc bệnh sau khi chạm vào các bề mặt hoặc đồ vật có chứa virus, nhưng nguy cơ này nhìn chung là rất thấp. Martin Hibbert, giám sư về bệnh truyền nhiễm tại Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London, nói rằng mặc dù có thể nhiễm virus từ bề mặt trong khoảng thời gian rất ngắn, ví dụ như chạm vào tay nắm cửa cùng với người nhiễm bệnh trong vòng vài phút, khả năng xảy ra điều này không cao. Bằng chứng lây lan qua bề mặt là quá nhỏ và rất khó xảy ra, ông này kết luận sự lây lan của biến chủng omicron tại trung quốc lần đầu tiên được báo cáo cách đây chưa đầy một tuần tại thành phố cảng thiên tân bên cạnh bắc kinh và sau đó đã lan sang các thành phố khác